Khi vua Nhân Tông của Bách Tống mới ra ngài, cường địch dây hãm tứ phía, biên cương chưa ổn, bão táp bùng lên. May nhờ có ba đời nhà hậu Dương của Thiên Đao phủ đứng ra giết giặc, khí chí hào hùng hiển hách của Dương gia tướng quả thật là khả tôn khả kính. Gan tinh nguyên tẩu dám xua quân xâm phạm lãnh thổ của Đại Tống ta, nếu không chịu mau rút quân, ta sẽ cho người chết dưới tay kim xương của ta. Ngươi là Dương Lục Lan Dương Siêu, mà người ta xưng là Kim Dương Trần Quang phải không? Ta nhìn ngươi chỉ có bề ngoài thôi, nếu ngươi có bản lãnh thì đánh bại nguyên tẩu ta đi rồi mới nói. Ơi, phải nói nhiều, mau tiếp chiêu. Đích thân ngành chiến như Dương Lục Lan, mời xoay coi đã. Dương gia quân xưa nay vô địch, đúng là không thể khinh thường. Nguyện xoay đâu cần đánh liều với họ chứ? Lưu Hoàng Nam, ngươi khinh thường kia thiên tướng tài đánh không lại với Dương Lục Lan, không lẽ là chuyện thứ sinh của ngươi có khả năng hay sao? Như đã được đại dương tôn tôi thành quân sự, dĩ nhiên tôi có cách phá địch. Xin người xoay đừng nóng giận, hãy coi tôi phá địch trước đã. Lên dạng chống dịp sự, biển bố thần mình. Phá quỷ nhỏ nghe lệnh, dẫn ngài tới phiên.
Dạ lên! Dạ lên! Dạ lên! Dạ lên! Dạ lên! Dạ lên! Phải, cứu tôi với. Lấy bình tĩnh. Quỳ phải, quỳ phải, quỳ phải, quỳ phải, quỳ phải, quỳ phải. Tất cả theo ta. Thiệt kích, địa kích, ngăn cách. Tắt sản phẩm giá thơ. Chó săn mỗi lúc lạc lối, tới khi lâm nạn mới cùng đường. Dương Văn Siêu, cái ma dẫn đường, để dân chịu hạ phục, còn đuổi thoát được đi đâu? Đại dương dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Hạ thần chưa biết đại dương với Dương Siêu giá lâm, nghìn đốn bất chu, xin hãy tha tội. Quả nhân muốn đích thân ra trận, đó là quyết định đột xuất, quan sát bất ngờ. Một mặt là để tới cổ võ khí thế của quân ta, mặt khác cũng để coi chiến sự thế nào, cho nên mới không loan tin trước. Các vị thăm quan trong lúc lâm trận không cần phải đa lễ, bình thân. Tạ ơn đại dương. Thống số của Dương Gia quân là Dương Văn Siêu đang bị bại trận, đã bị kẹt vào Cửu Long Cốc của Thiên Môn trận. Ngươi đã lập được đại công, bổn vương sẽ phong ngươi thành vô thượng sư của Đại Liêu quốc. Hãy đặt ra hai luật, ban hiến cho Mang Thọ gia luật. Tạ chủ Long Ân. Đại dương, Dương Diên Siêu đã từ chút lấy bài trận. Chỉ cần lục xóa tinh của thần phá thành quả diêm thì ông ta sẽ kẹt luôn ở trong tử mộ, ngoại trừ ông ta là thần tiên. Còn nếu không thì ông ta chỉ có nước chờ chết. Còn chờ gì nữa, còn không chịu mà làm phép để giết ông đi. Khoan đã, bổn vương nhận thấy người này dũng mãnh phi thường, là một tướng tài hiếm có, không thể giết phí nhân tài. Đại dương nói đúng lắm, hiện tại đại dương đang trong vòng mở mang bờ cõi để xây dựng đại sự nghiệp thiên thu. Nếu như có thể thuyết phục được kẻ này quy hàng, giao trách nhiệm tứ trận tiền phong, sau này còn ngại gì mà không đạt thành đại sự. Đại dương và nương nương biết quý trọng người tài. Ngày hôm nay Dương Văn Siêu đã tới đường cùng, đúng là lúc chiêu hàng tốt nhất. Gia Lục Hào nào, người có cách nào để bổ dương đối thoại với hắn ta không vậy hả? Dạ bẩm đại dương, Thiên Môn trận thiên biến dạng quá, bất cứ ai lọt vào trong trận dù có chấp cánh khó bay nữa. Nhưng mà nếu để hạ thần hướng dẫn thì có thể được sai vào tận diệt. Khoan, đại dương là thân vạn kim, đâu có thể tùy tiện thương ngươi. Xin nguyên soái yên tâm, Gia Lục Hào Nam bảo đảm đại dương với nương nương nhất định bình yên vô sự, trong khi còn có thể nhìn rõ hết trận. Được, bổn vương cũng muốn biết thử coi Thiên Môn trận đó huyền bí thế nào. Ngươi lập tức làm phép đi. Yeah! Ta là Gia Lục Hào Nam, hiện tại người trong Thiên Môn trận có chấp cánh cũng khó bày. Nhưng mà đại dương của ta chuẩn ngươi là một nhân tài, nếu như ngươi chịu đồng hàng quy thuận, đại dương ta sẽ đãi ngộ ngươi trọng hậu. Nếu không thì ngươi
chỉ có đứng chờ chết. Nhưng Dương Siêu ta vừa thân xác rã rời, không đầu hàng bọn quân Liêu nhà ngươi. Dương Nguyên Soái, sư của cậu kẻ biết thời cơ là tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu đầu phục đại Liêu ta, giúp bổn vương bình định thiên hạ, luận công ban thưởng, phong thí chức hoàng, không phải tốt hơn tình cảnh hiện tại như sao? Ngươi là vua của nước Đại Liêu? Chính là bổn vương. Dương Nguyên Siêu, ta đã nói với người rồi, thiên môn trận của ta có cánh khó bay, dù cho là một con chim cũng khó bay khỏi. Công dân của đại tống, ngươi không cần phải quốc công để khuyên ta hàng phục. Thôi đi. Đại Dương, người này quả thật có cái khí thế dũng mãnh phi thường, cần phải cố gắng thuyết phục, như vậy mới tỏ vẻ được sự rộng lượng của Đại Dương. Dương Nguyên Siêu, bổn vương rất thưởng thức sự trung dũng của người. Được kim vua tống hôn quân bất tài, người dám bán mạng cho ông ta? Ta đã được dạng dân yêu chuộng, phò tấn mạng thiên tử, lời nói của ngươi toàn là láo quét, không xứng đáng làm vua của một nước. Quá được, ngươi còn dám động ngôn như vậy? Tống Liêu đã có hiệp định không xâm phạm, nay ngươi đã phản bội, đi ngược với lời hứa, nhiễu loạn thiên hạ. Xem ra Dương Nguyên Soái đã hiểu lầm ý của Đại Dương ta rồi. Nam Tống yếu hèn nhiều năm, vua chúa hôn quân gian thần phản nghịch, nay Đại Dương ta xu quân Nam Hạ, có thể nói là thuận theo ý trời, tạo phước lành cho dân Nam Tống. Đâu có thể nào vì một lời nói đó mà lầm lẫn hết đại sự chứ. Như vậy ba tánh muôn dân chẳng khác gì phải chịu khổ sao? Chiến tranh chết chóc đó cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mà Dương Nguyên Soái suy nghĩ kỹ lại đi, nếu như có thể giúp cho Đại Dương của ta bình định thiên hạ, sau này người Liêu với người Hán sẽ thân như một nhà. Đó cũng chính là ngươi đã tạo phước cho bá tánh. Chuyện tốt như vậy thì tại sao ngươi lại không có chịu chấp nhận? Rất tiếc đời đời kiếp kiếp Dương gia ta chỉ tráng sĩ đổ máu, chứ không có quân tướng đầu hàng. Dương Mỗ thà chịu chết, chứ không chịu làm chỗ cẩu cho người Liêu. Nếu không biết điều, đã vì nhiều lần mà vẫn mê muội, không thể dung tha. Lão Thiên, ông nhất định bắt Dương Diên Siêu tôi phải bị giết tại đây à? Công xây cất nhiều năm, trà thái hoa này mong ngày mong đêm. Hôm nay cuối cùng ta cũng thấy được nó hoàn thành. Tuy là thời gian đã quá lâu, nhưng thủy chung triều đình cũng không có thể quên hằn mã công lao của cha mình với lại các anh. Cái đó dĩ nhiên, hiện tại Lục huynh còn đang lâm trận, nếu như không có Dương gia quân mình thì giang sơn của đại tống làm sao mà giữ vững được. Cửu muội, hôm nay hoàng thượng đích thân dự giá cúng tế, lời nói đừng có bao giờ làm nhục tới triều đình. Dạ thái quân. Nhớ lại lúc trước Dương gia chúng ta trải qua nhiều khúc chiết, quả thật khiến người ta cảm động. Đúng là nhiều phen gian khổ nén trong lòng. Thái quân, công công và các vị chú bác suốt đời tận trung báo quốc, công cán thiên hạ, ngày nay hoàng thượng hạ triệu xây linh công tượng này, đó là sự vinh hạnh của Dương gia ta. Phải, và cũng là kết liễu tâm nguyện nhiều năm của Dương gia. Thái quân, hoàng thượng đang tới đó. Hoàng thượng tới rồi, tất cả chuẩn bị nghênh giá.
Công nhân hòa thượng dạ tuế dạ tuế dạ dạ tuế. Chúng khen bình thân. Tạ ơn dạ tuế. Hoàng thượng, thời kiết đã tới, xin vào trong chủ tế. Lão thân xin chào bác Hiền Dương. Thái quân thà lễ. Lưu thừa tướng. Thái quân đà lễ. Bàn thái sư. Xà thái quân, ngày hôm nay Dương gia của bà đúng là được ơn của vua đó. Không dám, là hoàng thượng anh minh thôi. Tướng gia, thật ra hôm nay hoàng thượng đâu cần phải thân gia tới đây chứ, biểu lão thần thay thế đi cũng được rồi. Dương gia đáng cho hoàng thượng ban ân gia trọng vậy sao? Thái sư, hậu đãi tôn thần đó là đức hạnh của mình quân. Một ngày nào đó nếu thái sư hy sinh gì nữa, hoàng thượng sẽ không bao giờ bạc đãi ông đâu. Nhưng mà nếu không có công với triều đình thì làm sao có sự đãi ngộ như thế này? Người đâu? Dân đồ cũng tế. Bác Hiền Dương, đây là tế lễ Đại Long Thượng Cổ, chỉ vì nước được hưởng long trọng vô cùng. Thái quân, lão linh công trước đây đã bỏ mình vì nước, công cán cái thiên, đúng là phải được tế bái, đâu có thể nào không đáng. Ngày hôm nay Dương gia được vinh hiển thì cần phải tam tạ hoàng thượng. Các vị khanh gia, trẫm biểu dương trung nghĩa, đó chỉ là tuân lệnh của tiên hoàng, không dám chểnh mãn. Các vị khanh gia khỏi cần đa lễ. Bình thân. Tạ ơn vạn tuế. Hoàng thượng, thời kiết đã tới, xin hoàng thượng thắp nến. Hoàng đã. Hoàng thượng, lão thần có chuyện trình tâu, không tâu không được. Nếu thái sư có việc, lập tức trình tâu, đừng trễ thời kiết. Hoàng thượng, hai đời của Dương gia tòng quân, hiệu chung đại tông, hoàng thượng biểu dương trung can, chuyện đó hẳn hòi. Nhưng mà thiên hạ đều biết Dương Linh Công là đại quân chi tướng, mấy người con đều chết dưới tay của người Liêu, làm phụ lòng sự quý tắc của tiền đế. Luận về công lao không biết phải nói từ đâu mới đúng. Nếu không tài không đức, thực tế đâu có xứng đáng tiếp nhận miễn tử. Hiện tại hoàng thượng còn phải lao gia tới cung tế, thực tế không hợp danh nghĩa. Nếu hoàng thượng nhất định cố chấp, e rằng sẽ gây dị nghị ở trong triều đình. Bàn thái sư, triều đình dị nghị hay là bàn thái sư ganh tị công cán? Dương gia của tôi không thù không hằn với ông. Ông là chà đạp sự oai phong một đời ông nội tôi hả? Lão phù xưa nay đều không thiên không dị. Dương gia các ngươi cậy thần cậy thế áp đảo lão phù, ta cũng chỉ nói chuyện luận chuyện thôi. Bạn không? Ông đừng có khẩu xúc lộng ngôn, đảo điên trắng đẹp. Nên biết rằng bổn vua đã được tiền đế ban thí cho Huỳnh Kim Giảng, đối với hồn thần tuyệt đối không thành. Dương gia xưa nay đều thiên dị họ Dương, lão phu ngày hôm nay chịu nhục cũng phải đành chấp nhận. Chỉ xin hoàng thượng minh giám, nếu trung nghĩa bất phần sẽ thú danh muôn đời. Không. Trong thiên hạ ngoại trừ tiểu nhân xảo quyệt mới không phân biệt trung gian. Hoàng thượng cúng tế trung thần, thử hỏi ai dám cười chê? Ây à, ở trên dưới của Dương gia đều có ý xấu, lời nói làm nhục bàn thái sư rồi đó. Hoàng thượng. Bàn thái sư, năm xưa nhị lang của Dương gia dùng máu với lệ viết ra chiến tích trên dưới triều đình, có ai không biết? Hôm nay ta không nỡ nói ra là nể mặt ngươi lắm rồi. Vậy
con thay thế mẹ nói vài câu. Xin hỏi Thái sư, năm xưa Thái Tông Hoàng đế bị dây ở Ngâu Châu, ông có còn nhớ sự thật là do ai đem quân tới cứu giá giải dây vậy hả? Năm xưa nếu không phải do Giang Nhân Toàn Nhân Lý Bà thông buôn hội quân, Từ Lệnh Công nhà tôi sao lại bị nhốt ở Trần Thôn mà không tới 100 binh mã chống kháng lại hai vạn hùng binh của Liêu quân đánh không đầu hàng mà chôn chung ở Lý Linh Biệt? Cái chết của Lệnh Công nhà tôi oanh liệt như thế nào? Chồng tôi Nguyễn Bình năm xưa đích thân thay thế cho Thái Tông Hoàng đế phó hội mã Kim Sa Long Nguyệt để ký kết được Thiên Linh Dương của quân Liêu. Như vậy có kể như là có công lao hay không? Chồng của tôi hiền quản vì đã cản quân địch đuổi giết Thánh Giáp, đem 30 quân ban đêm đánh vào trại Liêu, cuối cùng bị quân Liêu đánh liễu chết với muôn đao ngạt chiếu. Như vậy có thể là một chiến công hay không? Chồng tôi Diên Khánh bị địch dây hãm, lương cạn binh mòn, số ít binh lính đánh với quân Liêu đã giết địch chết 400, rốt cuộc phải chết với loạn kiếm. Như vậy có phải là một chuyện đúng hay không? Phu quân của tôi Diên Lãng vì cứu Thái Tông Hoàng đế trúng độc ở bên hồ, bị bắt tới nay sống chết vẫn còn chưa rõ. Còn ngũ huynh của ta Hiền Đức bị dây hãm ở dưới Ngũ Đại Sơn, cạn nước cạn lương, bắt buộc xuất gia. Thất ca Hiền Quy cầu diện triều đình để môn công đọc có liên quan bắn chết. Ngày xưa Dương gia của ta anh dũng oanh liệt, chiến trận Bạch Kha Kim ta tiễn 7 con đi, chỉ có một đứa trở về, ngoài ra đều chết tại chiến trận. Trung liệt như vậy trời đất biết rõ. Bàn Thái sư, người đã đem những chuyện đó mà tẩy xóa hết giả tâm ác ý, lão thần thì khó phân giải. Hoàng thượng, lão thần xưa nay trung thành vì nước, trời đất chứng minh lời nói một chiều của bà ta không nên tin tưởng mà khiến cho triều đình lầm lẫn với nhau đó. Thái sư, vậy bình thân tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, hạ thần có một việc trình tâu. Tâu lên. Hoàng thượng, cả nhà Dương gia của Hồ Quảng tạm khoan biểu dương phu quân họ, phải chăng công cản, nhưng quả thật đó là hoàn toàn chiến tử xa trường. Ngày hôm nay hoàng thượng đối đãi như là quốc thường, muôn dân đều vỗ tay hoan hô. Nếu như hoàng thượng không ngó không ngàn, có tránh tướng sĩ nản lòng, e rằng ngày sau ngoại trừ cha con Thái sư thì khó còn có chí sĩ trung nghĩa để mà trung thành với hoàng thượng. Lời nói của thừa tướng hữu lý. Hoàng thượng, nếu như lời của hạ thần có lý lẽ thì tế lễ ngày hôm nay không thể miễn được. Hoàng thượng, sẵn hiện tại thời kiết còn chưa qua, xin hoàng thượng hãy mau thắp nón. Phụng hương. Bình thân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn cháu Dương gia thượng hương. Trung Bảo, cháu là cháu trai duy nhất của Dương gia, lên thắp hương cho nội đi. Dạ.
sao không? Hòa thượng. Thì ra ngươi đã cứu trẫm hả? Trẫm không quên công lao của ngươi đâu. Ngươi tên gì? Tôi tên là Dương Bại Phong, là tên ở đầu của Dương gia. Thì ra là Bại Phong cô nữ. Kỳ rồi trẫm không để ý tới ngươi, xém là bỏ dở rồi. Hoàng thượng, hoàng thượng, thì thời đã muộn, nên mau hồi cung. Khởi giá hồi cung. Bài Phong, bình thường ở trời không sợ, đất không sợ, sao lúc nãy lại sợ quá vậy? À, nói thật sợ chứ. Hồi nãy ông vịn vai của tôi thấy bối rối quá. Nếu là người khác hả, tôi nhất định đập bể mũi của ổng. Xem như hoàng thượng có hảo cảm với người, người nên mừng với đúng chứ. Tôn Bảo thiếu gia, đừng có nói đùa với tôi nữa. Mẹ à, xảy ra chuyện gì? Cành cây tường đột nhiên bị gãy, có lẽ sẽ có chuyện hung hiểm. Dương gia của mình sẽ gặp nạn. Lục Lan đang ở biên ải, hằng ngày đều kiếm đao phong hiểm. Nếu Dương gia có nạn, chẳng lẽ linh đứng ở trên người của cha người? Mẹ à, Thái Quân, xin đừng có lo nghĩ nhiều. Con nghĩ cha không gặp chuyện gì đâu. Thái Quân, đừng quá, đừng quá, đừng quá, đừng quá, đừng quá, đừng quá. Nguyên rồi, bị yểu trận của quân địch dây hãm, không thể thoát thân. Ê rằng hiện tại, hiện tại Đinh Quá Quang, Đinh Quá Quang, Thái Quân. Hồi nãy hắn vừa nói yểu trận hãm lục đằng, ta chưa từng nghe qua, cảm thấy quái lạ vô cùng. Lão thần nhất thời chưa nghĩ ra được cách hóa giải. Hiện ra bị hãm ở trong yểu trận, sống chết chưa rõ được. Quân trống ta dùng Cửu Long Cốc lại quần lông vô thủ, tình trạng vô cùng nguy ngập. Thái Quân, mình phải tính sao đây? Trong lúc nhất thời khó có cách an toàn. Lúc nàng bị dây hãm, trận tiền mất chủ, bây giờ lập tức đưa người ra trận, chỉnh đốn hàng ngũ, ngăn chặn quân Liêu Nam hả? Thái Quân, Dương gia của mình cành lá đơn chiếc, phải phái ai thống soái đây hả? Thưa mẹ, con đây nguyện ra trận để mà cứu cha trở về. Không được, con là đơn truyền ba đời của Dương gia, mẹ không thể để con đi mạo hiểm. Mẹ à, nếu con không đi thì ai có thể cứu cha được? Tóm lại con không thể đi. Thái Quân, cứ để con đích thân ra trận. Mẹ à, trên đời đâu có thể nào cha mẹ ra trận mà con ở nhà đi hưởng phước chứ. Trung Bảo là con cháu của nhà họ Dương, con không thể nào gánh cái tội trạng bất trung bất hiếu. Con đừng có nói nữa, nếu con ngang nhiên ra đi chẳng khác gì lao đầu vào cửa tử. Thái Quân, xin tha cho con đầy bất hiếu, xin tha cho con ích kỷ, thực tế không thể để Tôn Bảo mạo hiểm này. Mẹ à, con tới đây xin mẹ cho ra trận thì khỏi cần tốn lời nói. Mẹ à, hiện tại cha đã gặp nàng ngồi trận, chẳng lẽ mẹ không lo cho cha sao? Hỗn láo, mẹ hận không được lập tức bay đến Ngưu Châu cứu cha còn thoát hiểm. Nếu mà như vậy, hai mẹ con chúng ta cùng nhau ra trận. Không được. Mẹ à, hiện tại cha sống chết chưa rõ, con đâu thể nào để cho mẹ đi mạo hiểm như vậy được. Tôn Bảo, tại sao ngươi dứt khoát phải cãi lời của mẹ? Tôn Bảo nói rất đúng, dòng máu đang chảy trong người đó là nhà họ Dương. Thái Quân, nó đã trưởng thành rồi,
Trừ phi lúc trước mình không cho nó luyện võ, bây giờ nó đã luyện được cao siêu thì đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đâu có thể nào cản được lòng trung thành của quốc gia triều đình chứ. Nhưng con không thể nhẫn tâm để cho hắn lâm vào một quỷ môn trận mà chính con cũng chưa có thể phá được. Thưa mẹ, con cũng biết chuyến đi lần này rất nguy hiểm muôn phần, nhưng mà thà cũng cam chịu cùng với cha chiến tử xa trường. Mong mẹ cho con trọn vẹn. Tôn Bảo! Mẹ à, nếu như mẹ không đồng ý, thà cũng chịu quỳ chết tại đây. Ta tin chắc nếu Lục Lan ở đây cũng đồng ý cho nó ra trận, có thể đây là một cơ hội tốt cho nó. Trước sau gánh nặng của Dương gia phải đè lên vai nó, không thể nào làm bại hoại danh dự của Dương gia. Thái Quân, con thật không nỡ để cho Tôn Bảo ra đi. Nên biết mất nước thì làm sao còn nhà. Đời đời của Dương gia đặt quốc sự lên trên hết, nếu không thì có lỗi với lão Linh Công và hổ thẹn với các chú bác vong hồn tại thiên. Thái Quân, mẹ và con đều rất thương Tôn Bảo lắm, để mất đi hắn hay sao? Ta tin chắc Dương gia đã chịu bao nhiêu khổ nạn, ông trời không bao giờ bạc đãi với mình đâu. Nếu như lần này nó có điều gì bất trắc thì đó là ý trời bắt Dương gia của mình phải tuyệt tử tuyệt tôn. Không lẽ chúng ta còn có thể thoát được ý trời hay sao? Thôi được, sống chết có số, còn cam chịu đánh liều với số mạng một phen. Tôn Bảo, con nhất định phải bình yên trở về. Xin Thái Quân yên tâm, con nhất định bình yên trở về. Thái Quân, trong thời gian tới con không thể hầu hạ cho nội, xin nội hãy bảo trọng thân thể. Nhưng mà nội cứ yên tâm, ngày đại thọ sang năm của nội, con với cha nhất định trở về để mà chúc thọ. Tốt, tốt. Phải làm phiền của mấy bà kiếm. Mẹ, mẹ cũng phải bảo trọng sức khỏe. Con cũng phải mong mẹ bảo trọng. Tôi xin ông phù hộ cho nó bình yên trở về. Lâu ngày không gặp con, võ công của con tiến bộ thật là nhanh, thiếu một chút nữa cha cũng phải là đối thủ của con rồi. Sao hả, cha không gì chứ? Ê, đâu có gì, không có gì, cha làm gì mà có chuyện chứ. Mộc Hồng đố cha vẫn trong giang hồ mấy chục năm, cha gặp biết bao nhiêu là địch thủ, hôm nay chỉ có thua cho con có chút xíu thôi đó. Hổ phụ không khuyển tử đó mà, có gì đâu lạ. Cha biết tại sao bị thua không?
Tại sao? Con thấy chiêu đánh của chờ giống như lúc trước không có gì khác. Tại sao con không thắng được? Wow, chuyện của 2 năm trước lận đó mà, còn nhớ hả? Có phục không? Ê, đâu có gì mà phục không phục. Con đâu phải không biết tánh tình của cha. Có cái gì cha cũng không có để trong bụng đâu hả? Thích là thích, không thích là không thích. Chuyện đó ai mà lại nhớ chứ hả? Dại quá đi. Có một chuyện mà cha phải nhớ hoài. Ây da, đừng có nói nữa có được không? Cha nhìn nhận không? Cha biểu đừng có nói nữa mà. Nhìn không nhìn hoài. Thiệt là. Cái điều này sao giống y như bá vậy? Thật ra mẹ cũng đã mất từ lâu rồi. Cha cũng nên kiếm lại người khác để lo cho cha chứ. À, hay con còn nói nữa hả? Còn nói nữa là cha đánh con đó. Con nói vậy thôi. Cha nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Nếu như cha thì kiếm người khác, tới lúc đó còn đánh lại cha. À, tảng sáng ngày mai cha phải trở về trại. Nhanh vậy? Cha đã xuống đây bao nhiêu lâu rồi mà thầy của con chưa có tới. Nếu mà cha không trở về trên trại hả? Ở trại loạn hết đó. À, thôi, con ngủ sớm đi hả? Cha, con còn chưa buồn ngủ. Nói chuyện với con chút nữa đi. Thật là không ngờ cả cái điều này nó cũng giống hệt mẹ nó. Thỏi này là của ta không? Của cô à? Tại hạ vừa mới bắt được ở khu rừng bên kia mà cô lại nói của cô. Ta nói lần nữa, con thỏi đó là của ta. Vậy cô đương có bằng chứng hay là không? Hai con mắt của nó đều màu đỏ, ngươi coi thử đúng không? Nếu mà cô đương thấy đói bụng, tại hạ chia cho phân nữa. Nếu như ngươi không muốn phiền phức, tốt hơn hết trả con thỏ lại cho ta. Vậy là hâm tại hạ đúng không? Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Nếu như tại hạ dứt khoát không, ngươi không dám làm vậy đâu. Ý cô nương nói là nếu trả con thỏ cho cô nương thì không có chuyện gì à? Được, tại hạ không muốn rắc rối, trả cho cô. Thiệt là tàn nhẫn mà. Con thỏ dễ thương như vậy mà có người muốn ăn nó vô bụng. Kiếp hiền sợ dữ. Có ngon thì ăn hùm beo cọp rắn đi. Tại hạ có chút hiếu kỳ, không biết bình thường cô nương ăn thứ gì vậy? Khoai lang, bắp trái, khoai mì, rau sống. Tóm lại những thứ nào không có máu thì ta đều ăn hết. Không lẽ cô nương là người tu hành? Không phải. Vậy tại hạ biết cô nương là người thế nào rồi? Quái nhân. Bình thanh của tại hạ không có sợ gì hết, chỉ sợ là quái nhân. Thật kính. Chắc đằng trước có con sông, không phải của cô nương chứ? Tại hạ tứ uống vài hốp, có tàn nhẫn nữa không? Có chuyện gì nữa đây? Chị uống nước không không no đâu. Nào,
chờ người đó. Bụng dạ của cô đâu phải là xấu. Quá nhân đó mà. Chắc cô không nhổ mộ gì chứ. Anh à, ngươi đi đâu vậy? Cửu Long Cốc. Cửu Long Cốc. Vậy thì ngươi cứ đi thẳng tới ngã ba đường, thì ngươi quẹo trái qua khỏi hòn núi, có một con đường mòn, thì sẽ tới chỗ đó. Đó là con đường đi duy nhất. Tới đó ta nói cho ngươi biết. Thôi khỏi. Một cô gái như cô tốt hơn hết đừng có đi dở dẫn, rất là nguy hiểm. Ta ở đây bấy lâu, chỗ nào cũng quen hết. Ngươi khỏi cần lo cho ta. Đi đi. Ở đây gần địa phận của Ngô Châu, thường thường thì hay có người Liêu xuất hiện trước của giết người. Nếu như cô đừng có cơ hội, tốt hơn hết nên dọn đến chỗ nào an toàn hơn. Vậy không biết ngươi cho rằng chỗ nào mới gọi là an toàn đây hả? Hướng gì hướng Tây, đi khoảng 50 dặm, đó là địa phận của Bình Châu. Cô đi gặp ông tổng binh Bình Hán, ông là cựu thuộc cha của tôi. Chỉ cần cô tới gặp ông thì đương nhiên ông sẽ giúp cô. Tốt quá vậy. Ai gặp ông cũng giúp hết hả? Dĩ nhiên là không. Chỉ cần cô nói cho ông biết cô là do con của Dương Diên Siêu, Dương Tôn Bảo biểu cô tới gặp, lúc đó tự nhiên ông sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô. Ồ, thì ra là đại tướng quân. Thiệt là thất lễ. Không dám. Cô đừng, xin hãy nhớ kỹ lời của tôi, sẽ có điều tốt với cô. Chúng ta bình thủy tương phùng, tại sao ngươi lại quan tâm cho ta? Không có ý đồ gì chứ hả? Xin cô đừng bao giờ hiểu lầm. Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Thôi được, quẹo trái ở ngã tư đường là đúng rồi. Ta phải cáo từ. Cô đường à, cô chưa có biết quý danh cô đường thế nào? Ta là quái nhân đó. Ta tên Mộc Quý Anh.